Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho người cách sử dụng USB trên những cái dòng đàn 1001, 2000, 2001 nha. Rất nhiều anh chị em mua USB về cắm vô rồi không biết sử dụng, dẫn đến là không có dữ liệu nè. Thứ nhất á, nếu mọi người mua cả ổ USB á, thì khi mọi người lắp đúng rồi nó sẽ hiển thị ba cái con số 0 ở trên đây. Cái hai, khi lắp USB vô rồi, ở trên đây thì nó kèm theo một cái tờ hướng dẫn nè. Ổ đĩa là sao? Ổ đĩa từ 00 đến 33, có nghĩa là mọi người bấm đây là hàng chục, đây là hàng đơn vị nè, 01 nè, 02 nè, 03 nè. Mà muốn ba, muốn số 13 thì bấm hàng chỗ bên đây 1 2 3. Đó, từ 00 đến số 33 là style. Sau khi mọi người nhấn, nếu ví dụ như nhấn số 33 rồi đi nha. Mọi người muốn chọn điệu thì bấm chữ style nè, bấm vào chữ user, bấm nút net sang cái chữ lớp delete đó. Đó, mọi người thấy không? Lý cây đa, lý con sáo gì tùm lum đó. Còn mọi người chọn thôi. Volume lên. Rồi, bây giờ ví dụ như mình giờ muốn mà mở multipass các hiệu ứng trống mưa gió sấm chớp vậy á thì bấm số 34 multipass. Bấm số 34 nè. Đó, thấy chưa? Rồi, multipass là ở đâu? Mọi người thấy chữ multipass ở đây đúng chưa? Đó, giờ mình ra chữ multipass nè, nó chữ tâm len nè, kéo qua đây nghe chữ multipass. Nhấn nút nét sang ổ đĩa room kit đó, bấm vô. Đó. Rồi muốn trở về ổ 00 để chọn điệu thì sao? Bấm cho Trần Liêm tới khi nào nó xuất hiện số 0 thôi. 00 3 số 0 rồi đó. Rồi chọn loại chữ style. Bấm qua ổ đĩa đây cha cha, một đống đây nè mọi người thấy không? Rồi, sử dụng được hay không là do mọi người, Trần Liêm đã cung cấp cái cần câu rồi. Còn mà câu cá được hay không là do bản thân mọi người nha. Mọi người nên xem cái clip thật kỹ trước khi mọi người thực hiện, để tránh trường hợp là Trần Liêm ơi, mua dữ liệu của Trần Liêm không biết cách sử dụng mà lại nói là không có dữ liệu nha. Rồi, ok, chúc mọi người thực hiện thành công.